Cuốn 12 hỏi: Thế nào là đàn ba la mật được viên mãn? Đáp: Nghĩa chữ đà như trên đã nói, ba la mật tàu dịch là đáng bì ngạn, đến bờ bên kia ấy gọi là vượt qua sông bố thí, được đến bờ kia. Hỏi: Thế nào gọi là không đến bờ kia? Đáp: Ví như vượt qua sông chưa đến bờ mà trở lui gọi là không đến bờ kia. Như khi ngài Xá Lợi Phất trong 60 kiếp hành đạo Bồ Tát muốn vượt qua sông bố thí, bây giờ có kẻ ăn xin đến xin con mắt. Xá Lợi Phất nói: Con mắt không dùng được chi, xin nó làm gì? Nếu cần thân tôi và tài vật, thời tôi sẽ đem cho. Người kia đáp: Không cần thân ông và tài vật, chỉ muốn được con mắt thôi. Nếu ông thực hành bố thí, hãy lấy con mắt cho tôi. Bấy giờ Xá Lợi Phất móc một con mắt cho. Người ăn xin được mắt liền ở trước mặt Xá Lợi Phất ngửi rồi chê thối, nhổ nước miếng mà quăng xuống đất, lại lấy chân trà đạp. Xá Lợi Phất suy nghĩ rằng: Hạng người tệ như vậy khó có thể độ được, con mắt thật vô dụng, mà cố xin cho được. Được rồi quăng đi, lại lấy chân trà đạp. Sao tệ lắm thế, hạng người như vậy không thể độ được, chẳng bằng tự điều phục sớm thoát vòng sanh tử. Suy nghĩ thế xong, thối đạo Bồ Tát mà xoay hướng tiểu thừa, ấy gọi là không đến bờ kia. Nếu có thể thẳng tiến không lùi thành tựu Phật đạo, ấy gọi là đến bờ kia. Lại nữa, làm công việc được thành tựu cũng gọi là đến bờ kia. Lại nữa, bờ này là sang tham, bố thí là giữa sông, bờ kia là Phật đạo. Lại nữa, chấp có chấp không là bờ này, trí tuệ phá, chấp có chấp không là bờ kia, xin tu bố thí gọi là giữa sông. Lại nữa, bố thí có hai: một, ma bố thí; hai, Phật bố thí. Nếu bị giặc kiết sử cướp đoạt, lo buồn sợ hãi mà bố thí, ấy gọi là ma bố thí, gọi là ở bờ này. Nếu có tâm thanh tịnh bố thí, không bị giặc kiết sử, không sợ hãi, đến được Phật giáo, ấy là Phật bố thí, gọi là đến bờ kia, ấy là ba la mật. Như Phật nói trong kinh Độc Xà dụ rằng: Có người mắc tội với vua, vua sai giữ một cái hòm có bốn con rắn độc. Vua bảo người tội chăm sóc nuôi nấng. Người ấy suy nghĩ: Bốn con rắn ấy khó gần, gần thời bị hạ, một con còn không nuôi được, huống là bốn con. Liền quăng hòm mà chạy. Vua sai năm người cầm đao rượt theo. Lại gặp một người, miệng thì nói thuận theo mà trong lòng muốn người kia bị thương, nên nói với người ấy rằng: Biết nuôi rắn đúng cách ấy cũng không khó. Nhưng người kia biết rõ vẫn dông chạy thục mạng. Đến một xóm trống vắng gặp một người lành, mới nói rằng: Xóm này tuy trống vắng nhưng là chỗ giặc ở, nay người ở đây chắc chắn bị giặc hại, chớ có ở. Lại chạy nữa đến một con sông lớn, bờ bên kia là một nước khác, nước đó an vui, thản nhiên thanh tịnh, không có hoạn nạn. Bấy giờ gom các cỏ cây buộc lại làm chiếc bè, lấy tay chân bơi tới, hết sức mong vượt qua. Khi đã đến được bờ, an vui, không còn hoạn nạn. Vua là ví cho ma vương, cái hòm là thân người, bốn con rắn độc là bốn đạn, năm kẻ giặc cầm đao là năm ấn. Một người miệng lành tâm ác là sự nhiễm trước, xóm trống vắng là sáu căn, giặc là sáu trần. Một người thương xót nói cho là vị thầy lành, con sông lớn là ái, chiếc bè là tám thánh đạo, tay chân siêng bơi qua là tinh tấn. Bờ này là thế gian, bờ kia là niết bàn, vượt qua là A-la-hán sạch hết lậu hoặc. Trong pháp của Bồ Tát cũng như vậy, nếu bố thí còn có ba thứ chướng ngại là chấp có ta cho, kiên nhận và tài vật bố thí, thì ấy là rơi vào cảnh giới ma, chưa lìa khỏi các nạn. Còn như Bồ Tát bố thí ba thứ đều thanh tịnh, không chướng ngại, thì được chư Phật khen ngợi, ấy là bờ. Đến bờ kia, sáu ba la mật này có thể làm cho người ta qua khỏi biển lớn phiền não nhiễm trước và san tham, vân vân, đến nơi bờ kia, thế cho nên gọi là ba la mật. Hỏi: A-la-hán với chư Phật cũng có thể đến bờ kia, tại sao không gọi là ba la mật? Đáp: A-la-hán bích chi Phật qua đến bờ kia cùng với Phật qua đến bờ kia danh đồng, mà thật thì khác. A-la-hán bích chi Phật cho sanh tử là bờ này, niết bàn là bờ kia, nên không thể vượt qua đến bờ kia của bố thí. Vì cớ sao? Vì không thể dùng hết thảy vật, hết thảy thời, hết thảy thứ bố thí. Dẫu có thể bố thí cũng không có tâm lớn, hoặc đem tâm vô ký, tâm hữu lậu thiện, hoặc là tâm vô lậu bố thí mà không có tâm đại bi, không thể vì hết thảy chúng sanh mà bố thí. Còn Bồ Tát bố thí,
Thì biết bố thí là bất sanh bất diệt, vô lậu vô vi như tướng Niết Bàn. Vì hết thảy chúng sanh mà bố thí ấy gọi là đàn ba la mật. Lại nữa có người nói, hết thảy vật trong ngoài thân đều đem bố thí mà không cầu quả báo, bố thí như vậy gọi là đàn ba la mật. Lại nữa không thể cùng tận nên gọi là đàn ba la mật. Vì cớ sao? Vì biết Phật bố thí là rốt ráo không như tướng Niết Bàn, dùng tâm ấy mà bố thí cho chúng sanh, thế nên quả báo không thể cùng tận, gọi là đàn ba la mật. Như ngũ thông tiên nhân đem bảo vật tốt chứa để trong đá, muốn giữ gìn bảo vật ấy, mài kim cương mà bôi lên trên để không bị phá. Bồ Tát bố thí cũng như vậy, mài trí tuệ về Niết Bàn thật tướng mà bôi lên bố thí, làm cho không thể cùng tận. Lại nữa, Bồ Tát vì hết thảy chúng sanh nên bố thí, số chúng sanh không thể cùng tận nên bố thí cũng không thể cùng tận. Lại nữa, Bồ Tát vì Phật Pháp mà bố thí, Phật Pháp vô lượng vô biên nên bố thí cũng vô lượng vô biên. Do vậy, A-la-hán và Bích-chi Phật tùy đồng đến bờ kia mà không gọi là ba la mật. Hỏi, thế nào gọi là đầy đủ viên mãn? Đáp, như trước đã nói, Bồ Tát bố thí tất cả vật trong ngoài lớn nhỏ, nhiều ít thô tế, ưa đắm không ưa đắm, dùng không dùng, đủ các thứ như vậy, tất cả có thể xả thí, tâm không lần tiếc, bình đẳng cho tất cả chúng sanh, không khởi lên quan niệm người lớn nên cho, người nhỏ không nên cho, người xuất gia nên cho, người không xuất gia không nên cho, người nên cho, cầm thú không nên cho. Đối với tất cả chúng sanh, tâm bình đẳng bố thí không cầu quả báo, lại rõ thật tướng của bố thí, ấy gọi là đầy đủ viên mãn. Cũng không kể thời, không ngày, không đêm, không đông, không hạ, không tốt, không xấu, tất cả thời thường bình đẳng bố thí, tâm không lần tiếc, cho đến đầu mắt tủy não, bố thí mà không lần, ấy gọi là đầy đủ viên mãn. Lại nữa, có người nói, Bồ Tát từ khi phát tâm cho đến khi đủ 34 tâm ở tại cội Bồ Đề, ở vào khoảng trung gian ấy gọi là đầy đủ viên mãn. Lại nữa, thất trụ Bồ Tát được trí tuệ về thật tướng hết thảy các pháp. Bây giờ trang nghiêm Phật độ giáo hóa chúng sanh, cúng dường chư Phật được đại thần thông, có thể phân một thân làm vô số thân, mỗi mỗi thân đều mưa xuống bảy báu hòa hương phản lạc hóa làm đèn lớn như núi Tu Di, cúng dường mười phương chư Phật và Bồ Tát Tăng. Lại dùng diệu âm tán tụng đức của Phật lễ bái cúng dường cung kính nghinh tiếc. Lại nữa, Bồ Tát ấy đối với trong hết thảy mười phương vô lượng cõi ngạ quỷ mưa xuống các thứ ẩm thực y phục, khiến cho đầy đủ, được đầy đủ rồi đều phát tâm vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lại đi đến trong đường súc sanh, khiến nó tự cải thiện, không còn có ý hại nhau, trừ sự sợ hãi, theo chỗ nó cần thiết đều làm cho đầy đủ, được đầy đủ rồi đều phát tâm vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đối với trong địa ngục vô lượng khổ, có thể làm cho lửa địa ngục tiêu diệt, nước sôi hóa lạnh, tội dứt tâm lành, trừ hết đói khát, được sanh vào cõi trời cõi người. Nhờ nhân duyên ấy đều phát tâm vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu là người ở mười phương, ai nghèo cùng thì cấp cho tài vật, ai giàu sang thì cho hương vị lạ, màu sắc lạ làm cho hoan hỷ. Nhờ nhân duyên ấy đều phát tâm vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu đến trong cõi trời dục giới thì khuyên họ trừ bỏ dục lạc cõi trời, thí cho pháp lạc diệu bảo khiến được hoan hỷ. Nhờ nhân duyên ấy đều phát tâm vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu đi đến trong cõi trời sắc thì trừ sự vui đắm của họ lấy thiện pháp của Bồ Tát làm cho vui thích, nhờ nhân duyên ấy đều phát tâm vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Như vậy cho đến thập chú Bồ Đề ấy gọi là đàn ba la mật đầy đủ viên mãn. Lại nữa, Bồ Tát có hai loại thân, một là kết nghiệp sanh thân, hai là pháp thân. Với hai loại thân ấy, đàn ba la mật được viên mãn ấy gọi là đầy đủ đàn ba la mật. Hỏi, sao gọi là kết nghiệp sanh thân đàn ba la mật viên mãn? Đáp, khi chưa được pháp thân, kiết sử chưa hết, có thể lấy hết thảy bảo vật, đầu mắt tủy não, quốc thành, vợ con, tài vật trong ngoài đã có được, đều đem bố thí, tâm không động chuyển, như thái tử Tu Đề Lê Noa, tàu dịch là thiện thí, hảo ái, đem hai đứa con bố thí cho người Bà La Môn, tiếp lại bố thí vợ, mà tâm không lay chuyển. Lại như vua Tát Bà Đạt, tàu dịch là nhất thiết thí, bị nước địch tiêu diệt, trốn thân, trốn rừng sâu. Thấy có người Bà La Môn từ xa đi đến, muốn theo mình để xin, tự cho là mình bị quốc phá gia phong. Một thân trốn tránh, nhưng thương kia tân khổ, phải từ xa đi đến mà không xin được gì, mới nói với Bà La Môn rằng,
Tôi là vua Tát Bà Đạt, vua mới đang bộ người tìm tôi bắt rất gắt, liền tự trói thân thí cho người Bà La Môn mang đến vua mới để nhận được tài vật lớn, cũng như Nguyệt Quang Thái Tử ra ngoài đi dạo. Một người hủi trông thấy đến đón xe thưa rằng, thân tôi trọng bệnh, tần khổ ám não, Thái Tử dạo chơi vui riêng một mình chăng? Đại tử thương tưởng xin cứu chữa cho. Thái tử nghe nói, đem hỏi các thầy thuốc nói, phải cần đến huyết và tủy của người nào từ khi sanh đến trưởng thành mà không có sân giận, dùng bôi vào uống, như vậy có thể lành. Thái tử nghĩ rằng dẫu có người ấy cũng tham sanh tiếc sống làm sao được ư, trừ thân ta ra không chỗ nào tìm được. Liền gọi kẻ trên Đà La bảo trừ thân thịt, trẻ xương lấy tủy đem bôi cho người bệnh, còn huyết thì lấy cho uống. Như vậy đủ các thứ bố thí thân và con mà không lần tiếc, như vứt bỏ cỏ cây, quan sát vật bố thí biết từ nhân duyên mà có, suy tìm sự thật của nó hoàn toàn vô sở đắc, hết thảy thanh tịnh như tướng niết bàn. Ấy là từ nơi thân do kiết nghiệp sanh, thực hành đàn ba la mật viên mãn. Thế nào là pháp thân Bồ Tát thực hành đàn ba la mật viên mãn? Nhục thân cuối cùng của Bồ Tát chứng được vô sanh pháp nhẫn, xả nhục thân, được ở pháp thân ở trong sáu đạo mười phương, biến thân ứng theo sự thích hợp để hóa độ chúng sanh, thí cấp cho hết thảy chân bảo, y phục, ẩm thực, lại đem đầu mắt tủy não, quốc độ vợ con, những vật trong ngoài có được đều đem bố thí. Ví như Thích Ca Văn Phật từng làm võ tráng sáu ngả, kẻ thợ săn rình cơ hội, lấy tên bắn, cả bầy voi xông đến, muốn đạp nát kẻ thợ săn, voi trắng lấy thân cản lại ủng hộ người kia, thương nó như thương con và khuyến dụ bầy voi. Từ từ hỏi người thợ săn rằng, cớ gì bắn tôi? Thợ săn đáp, ta cần ngà của ngươi. Tức thời voi dụi sáu ngà vào trong lỗ đá, máu thịt tuôn ra, dùng vòi quấn ngà đưa cho thợ săn. Tuy rằng thân voi mà dụng tâm như vậy, nên biết voi ấy không phải chịu quả báo súc sanh, trong pháp A-la-hán hoàn toàn không có tâm đó, nên biết đó là pháp thân Bồ Tát. Có khi người Diêm Phù Đề không biết lễ kính bậc kỳ túc có đức, lấy lời lẽ giáo hóa mà chưa thể độ họ được. Khi ấy Bồ Tát tự biến thân mình làm chim ca lăng tần già. Chim ấy có hai bạn thân, một là voi lớn, hai là khỉ, cùng ở chung dưới cây Tất Bát La, tự hỏi nhau rằng, chúng ta không biết ai đáng là lớn. Vua nói, voi nói, tôi xưa thấy cây này ở dưới bụng ta mà nay lớn như vậy, lấy đó để suy tôi đáng là lớn. Khỉ nói, tôi từng ngồi xổm trên đất, đưa tay kéo đọt cây, lấy đó để suy tôi đáng là lớn. Chim nói, tôi ở trong rừng Tất Bát La, ăn trái cây này, hạt theo phân, đi ra mọc lên cây này, lấy đó để suy tôi đáng là người lớn hơn cả. Voi lại nói rằng, theo lễ nên cúng dường tiên sanh là bậc kỳ túc. Tức thì voi đưa lưng cõng khỉ, còn chim thì đậu trên khỉ mà đi dạo khắp. Các loài cầm thú hỏi, cớ sao như thế? Đáp, để cung kính cúng dường bậc lão trưởng. Các cầm thú chịu cảm hóa đều thực hành lễ kính, không xâm hại ruộng dân, không giết hại sinh mạng loài vật. Mọi người nghi ngờ lấy làm lạ, nói tất cả cầm thú không còn làm hại nhau. Người thợ săn vào rừng thấy voi cõng khỉ, khỉ đội chim, đi kính lễ và cảm hóa loài vật. Loài vật đều biết tu thiện, liền truyền giao cho đến người trong nước, biết ai nấy đều mừng nói, thời sắp thái bình, chim thú mà nhân từ, người cũng phải bắt chước để đi lễ kính. Từ xưa đến nay đức hóa ấy lưu truyền muôn đời, nên biết ấy là pháp thân Bồ Tát. Lại nữa, pháp thân Bồ Tát trong khoảng nhất thời hóa làm vô ương vô số thân, cúng dường mười phương chư Phật, một lúc có thể hóa ra vô lượng tài vật cấp đủ cho chúng sanh, có thể tùy theo hết thảy âm thanh, bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, trong khoảng nhất thời khắp vị thuyết pháp, cho đến khi ở tại cội Bồ Đề, các thứ như vậy vân vân, gọi là pháp thân Bồ Tát thực hành đàn ba la mật viên mãn. Lại nữa, bố thí có ba thứ, một là vật thí, hai là cúng dường cung kính thí, ba là pháp thí. Thế nào là vật thí? Chân bào, y phục, phẩm thực, đỏ mắt tủy não, tất cả vật nội ngoại có được như vậy đều đem bố thí, ấy gọi là vật thí. Cung kính thí là tín tâm thanh tịnh, cung kính lễ bái, tiến đón rước đưa, tán thán đi nhiễu quanh cúng dường, các thứ như vậy vân vân, gọi là cung kính thí. Pháp thí là vì đạo đức nói năng luận nghị, tụng đọc thuyết giảng, hỏi đáp để trừ nghi, trao truyền ngũ giới cho người, các thứ như vậy vân vân, vì Phật đạo nên bố thí, gọi là pháp thí.
Ba thứ bố thí ấy viên mãn gọi là đàn ba la mật viên mãn. Lại nữa, do nhân duyên ba sự phát sanh bố thí, một là tín tâm thanh tịnh, hai là tài vật, ba là phước điển. Tâm có ba, hoặc thương xót, hoặc cung kính, hoặc cả thương xót và cung kính. Bố thí cho người nghèo cùng hạ tiện và các súc sanh, ấy là thương xót mà bố thí. Bố thí cho Phật và các pháp thân Bồ Tát, ấy là cung kính bố thí. Bố thí cho người già, bệnh, nghèo, thiếu, A-la-hán, bích chi Phật, ấy là vừa cung kính, vừa thương xót bố thí. Vật thí thanh tịnh là vật chẳng phải do trộm cướp mà có. Đúng thời mà thí, không cầu danh dự, không cầu lợi dưỡng, hoặc là do tâm mà được phước đức lớn, hoặc là do phước điển mà được công đức lớn, hoặc là do vật tốt mà được công đức lớn. Thứ nhất là do tâm như vốn đẳng tâm, từ bi hỷ xả, niệm Phật tam muội đem thân thí cho cọp. Như vậy là do tâm mà được công đức lớn. Do phước điển có hai thứ, một là lân mẫn phước điển, hai là cung kính phước điển. Lân mẫn phước điển là hay sanh tâm lân mẫn, cung kính phước điển là hay sanh tâm cung kính. Như vua A Dục, tàu dịch là vô ưu, lấy đất dâng cho Phật. Lại nữa về vật thí, như một người nữ bị rượu say ngập tâm, đem chuỗi anh lạc bảy báu bố thí tham Phật ca diếp, nhờ phước đức ấy được sanh lên cõi trời 33. Ca thứ như vậy gọi là vật thí. Hỏi, đàn gọi là xả bỏ tài vật, sao lại nói đầy đủ không pháp gì xả bỏ? Đáp, đàn có hai là xuất thế gian và không xuất thế gian. Nay nói về xuất thế gian, đàn là vô thượng, vô tướng, nên không có xả bỏ. Thế nên nói đầy đủ không pháp gì xả bỏ. Lại nữa, tài vật là không thể có được, nên gọi là không có gì xả bỏ. Vật ấy ở vị lai quá khứ đều không có, còn trong hiện tại thì phân biệt, không có pháp gì nhất định, do đó nên nói không có pháp gì xả bỏ. Lại nữa, hành giả khi xả bỏ tài vật mà có tâm nghĩ rằng việc bố thí này đem lại công đức lớn, nên ỷ thị mà sanh tâm kiêu mạn ái kiết, vân vân. Do vậy nên nói là không có gì xả bỏ. Vì không có gì xả bỏ nên không kiêu mạn, không kiêu mạn nên ái kiết không sanh. Lại nữa, người thí có hai hạng là người thế gian và người xuất thế gian. Người thế gian có thể xả tài mà không xả thí, còn người xuất thế gian có thể xả tài, có thể xả thí. Vì cớ sao? Vì tài vật và tâm bố thí đều không thể có được, do vậy nên nói đầy đủ không có gì xả bỏ. Lại nữa, trong đàn ba la mật nói hết tài vật, người thí và người nhận, ba việc ấy đều không thể có được. Hỏi, ba việc hòa hợp nên gọi là đàn. Nay nói cả ba việc không thể có được thì làm sao gọi là đàn ba la mật đầy đủ viên mãn? Nay chính có đủ tài vật, người thí và người nhận, sao nói là ba việc không thể có được? Như tấm lụa được bố thí là thật có. Vì sao? Vì đã có tên lụa, thời có pháp lụa. Nếu không có pháp lụa thì cũng không có tên lụa. Như đã có tên lụa tất phải có lụa thật. Lại nữa, lụa có dài, có ngắn, thô tế, trắng, đen, vàng, đỏ, có nhân, có duyên, có làm ra, có phá đi, có quả báo, tùy pháp mà sanh tâm. 10 thước là dài, 5 thước là ngắn, sợi to là thô, sợi nhỏ là tế, tùy theo nhuộm mà có màu. Có sợi là nhân, đồ dệt là duyên, nhân ấy duyên ấy hợp lại là tấm lụa. Người tạo thành là làm, người hoại bỏ là phá. Nó ngăn được lạnh nóng, che thân thể, ấy là quả báo. Người có được rất mừng, bị mất đi rất buồn, dùng nó bố thí thì được phước và giúp đạo. Nếu kẻ nào ăn trộm hoặc cướp lấy thì bị giết giữa đô thị, chết vào địa ngục. Các thứ nhân duyên như vậy nên biết có lụa, gọi là pháp lụa. Tại sao nói vật bố thí là không thể có được? Đáp, ông nói vì có tên gọi cho nên có, việc ấy không đúng. Vì sao mà biết? Tên gọi có hai, có cái thật và cái không thật. Có tên mà không thật, như có một loại cỏ, tên thủ lợi, tàu dịch là giặc. Cỏ thủ lợi chẳng ăn trộm, chẳng ăn cướp. Thật chẳng phải là giặc mà gọi là giặc. Lại như sừng thỏ lông rùa, cũng chỉ có tên mà không có thật. Lụa tuy không như sừng thỏ lông rùa hoàn toàn không có, nhưng do nhân duyên hội hợp cho nên có, nhân duyên tan rã cho nên không. Như đám rừng, như toán quân, các thứ ấy đều là có mà không thật. Vì như người tuy có tên gọi là người mà không thể tìm ra pháp người, luyện lụa tuy có tên gọi cũng không thể tìm ra lụa thật. Lụa là nhân duyên có thể sinh ra tâm niệm nơi người, được nó thì mừng, mất nó thì buồn, ấy là nhân duyên của tâm niệm. Tâm sanh do hai nhân duyên, có khi từ thật mà sanh, có khi từ không thật mà sanh.
như cảnh thấy trong mộng, như trăng trong nước, như ban đêm thấy cây dung cho là người. Như vậy là từ trong thật, trong không thật mà khiến cho tâm sanh, nhân duyên ấy bất định. Không thể nói vì có tâm sanh cho nên có thật vậy, nếu do tâm sanh nên có, lại không thể tìm cái thật có. Như mắt thấy trăng trong nước, tâm sanh ra, bảo đó là trăng, nếu từ tâm mà có trăng ấy, thời không còn là trăng thật. Lại nữa, ba thứ có, một, tương đãi có, hai, giả danh có, ba, pháp có. Tương đãi là đối đãi như dài ngắn, kia đây, vân vân. Thật ra không có dài ngắn, cũng không có kia đây, do đối đãi nhau mà có tên gọi. Dài nhân ngắn mà có, ngắn cũng do dài mà có, kia cũng nhân đây, đây cũng nhân kia. Nếu đứng phía đông của một vật thì cho nó là phía tây, ở phía tây thời cho nó là phía đông. Một vật chưa hề đổi khác mà có đông tây khác nhau, đây tức là có danh mà không có thật. Như vậy vân vân, gọi là tương đãi cớ, trong đó không có thật pháp, không như sắc thanh hương vị xúc, vân vân. Giảng danh có là như sữa chua có sắc hương vị xúc. Bốn sự nhân duyên hợp lại nên giả danh là sữa chua, tuy có không đồng với pháp nhân duyên có, tuy không cũng không như sừng thỏ, lông rùa không, chỉ do nhân duyên hợp lại nên gọi giả danh là sữa chua, lụa cũng như vậy. Lại nữa, do có cực vi sắc hương vị xúc nên có phần tử lông, do phần tử lông nên có lông, do có lông nên có lông nhỏ, do có lông nhỏ nên có sợi, do có sợi nên có lụa, do có lụa nên có áo. Nếu không có nhân duyên của cực vi sắc hương vị xúc thì cũng không có phần tử lông, không có phần tử lông thì cũng không có lông, không có lông thì cũng không có lông nhỏ, không có lông nhỏ thì cũng không có sợi, không có sợi thì cũng không có lụa, không có lụa thì cũng không có áo. Hỏi, cũng không hẳn mọi vật đều do nhân duyên hòa hợp nên có, như mảnh bụi quá nhỏ nên không chia chẻ được, không chia chẻ nên không hòa hợp. Lụa thô nên có thể phá, còn mảnh bụi không chia chẻ được thì làm sao có thể phá? Đáp, quá nhỏ cũng không có thật, chỉ gượng mà gọi. Vì cớ sao? Thô và tế đối đãi nhau, nhân thô nên có tế, tế ấy lại còn phải có tế nữa. Lại nữa, nếu cực vi sắc thời có 10 phần theo 10 phương hướng, nếu có 10 phần theo 10 phương hướng thời không gọi là cực vi, nếu không có 10 phần theo 10 phương hướng thời không gọi là sắc. Lại nữa, nếu có cực vi thời phải chiếm một vị trí giới hạn giữa hư không, nếu có giới hạn thời không còn gọi là cực vi. Lại nữa, nếu có cực vi trong ấy có thành phần sắc hương vị xúc, có thành phần sắc hương vị xúc ấy thời không gọi là cực vi, lấy đó suy tìm vi trần là không thể có được. Như trong kinh nói, sắc hoặc thô hoặc tế, hoặc trong hoặc ngoài, chung lại quán sát đều là vô thường vô ngã, không nói có vi trần, ấy là quán không theo cách chia chẻ phá hoại. Lại có cách quán không là quán lụa tùy theo tâm, như người tọa thiền quán lụa hoặc làm thành đất hoặc thành nước hoặc thành lửa hoặc thành gió hoặc xanh hoặc vàng hoặc trắng hoặc đỏ hoặc hoàn toàn không, như quán 10 tiết nhập. Như khi Phật ở núi Kỳ Xà Quật cùng với chúng tỳ kheo tăng đi vào thành Phương Xá, giữa đường trông thấy một gốc cây lớn, Phật trải tọa cụ trên gốc cây mà ngồi, bảo các tỳ kheo: nếu tỳ kheo nhập thiền tâm được tự tại thì có thể khiến gốc cây lớn thành đất, liền thành đất thật. Vì cớ sao? Vì trong cây ấy có phần tử đất. Lại nữa, như một sắc đẹp, người dâm dục lấy đó cho là sạch đẹp, tâm sanh nhiễm đắm. Người tu phép quán bất tịnh thấy toàn là xấu xa trần trụi, không một chút sạch. Người vợ cùng hàng trông thấy thì ghen giận thêm dữ, mắt không muốn nhìn cho là nhơ nhớp, người dâm dục xem cho là vui, người ghen ghét xem cho là khổ, người tu tịnh hạnh xem thì đắc đạo. Còn người không can dự thấy mà không chuyên chú, như thấy đất thấy cây, nếu sắc đẹp ấy thực sạch thì cả bốn hạng người xem đều phải thấy sạch, nếu nó thật không sạch thì cả bốn hạng người xem đều phải thấy là không sạch. Do vậy nên biết đẹp xấu tại tâm, còn bên ngoài không nhất định, quán không cũng vậy. Lại nữa, chính trong lụa ấy có 18 tướng không, quán xem đó là đó bèn không, không cho nên không thể có được. Do các thứ nhân duyên như vậy nên tài vật là không, quyết định không thể có được. Thế nào là người bố thí không thể có được?
Như lụa do nhân duyên hòa hợp nên có, cứ từng phần suy xét, lụa không thể có được. Người bố thí cũng như vậy, bốn đại bao quanh trống không, gọi là thân. Ở thân ấy có thức động tác các việc đi lại ngồi dậy, giả danh là người, từng phần suy tìm tướng người cũng không thể có được. Lại nữa, trong tất cả năm ấm, 18 giới, 12 nhập, tìm tướng ta không thể có được. Vì ta không thể có được, nên người bố thí cũng không thể có được. Vì sao? Ta có các thứ tên chữ như người, trời, trai, gái, người thí, người nhận, người thọ khổ, người thọ vui, súc sanh, vân vân, đều chỉ có tên gọi mà thật pháp thì không thể có được. Hỏi, nếu người thí là không thể có được, thế tại sao có Bồ Tát thực hành Ba La Mật? Đáp, do nhân duyên hòa hợp nên có danh tự như nhà, như xe, mà thật pháp là không thể có được. Hỏi, vì sao ngã là không thể có được? Đáp, như trong chương, như vậy tôi nghe một thời đã nói, nay lại nói thêm. Phật nói sáu thức, nhãn thức và pháp tương ứng với nhãn thức, cùng duyên sắc, mà chẳng duyên các tên gọi như nhà, thành quách, nhĩ tĩ, thiện thân thức, cũng như vậy. Ý thức và pháp tương ứng với ý thức, biết mắt, biết sắc, biết nhãn thức, cho đến biết ý, biết pháp, biết ý thức. Các pháp của thức ấy duyên đều là không, vô ngã vì nó sanh diệt và không tự tại. Trong pháp vô vi cũng không chấp ngã vì không thọ khổ lạc. Trong đây nếu gượng nói có ngã pháp, thời phải nên có thức thứ bảy biết ngã. Nhưng nay không như vậy, do đó nên biết vô ngã. Hỏi, vì sao nói vô ngã? Tất cả mọi người đều chính tự trong thân mình mà sanh chấp ngã, chứ không ở trong thân khác mà sanh chấp ngã. Lại nữa, nếu bên trong vô ngã còn thức biết sắc, cứ niệm niệm sanh diệt, trời làm sao phân biệt biết ấy là sắc xanh đỏ vàng trắng. Lại nữa, nếu vô ngã mà thức của người trong hiện tại thì lại sanh diệt mới mãi, khi thân mạng chấm dứt nó cũng hết luôn. Thế thời các việc làm tội phước ai đem theo, ai lãnh thọ, ai thọ khổ vui, ai được giải thoát, do các thứ nhân duyên như vậy nên biết có ngã. Đáp, các việc này đều có nạn vấn, nếu ở nơi thân khác mà sanh chấp ngã, thời lại sẽ nói vì sao không chính tự thân mình mà sanh chấp ngã. Lại nữa, do năm uẩn làm nhân duyên mà sanh ra, cho nên không vô ngã. Từ vô minh làm nhân duyên sanh 20 thân kiến, thân kiến ấy từ nơi năm uẩn tương tục sanh, vì từ năm uẩn tương tục sanh nên liền chấp năm uẩn ấy làm ngã, chứ không chấp ở thân người khác vì tập quen vậy. Lại nữa, nếu có thần ngã linh hồn, thầy có thể có cái ngã kia, nhưng thần ngã của ông có hay không chưa rõ mà hỏi đến cái ngã kia, cũng giống như người hỏi sừng thỏ mà đáp nó tựa như sừng ngựa. Sừng ngựa nếu thật có, thầy có thể đem nó làm chứng cho sừng thỏ, nhưng sừng ngựa còn chưa rõ có hay không có mà muốn đem nó làm chứng cho sừng thỏ sao được.